Hôm nay có dịp về quê, tranh thủ có mấy con mắm tôm thẻ giạt nè. Ni chỗ Tài nấu món mắm tôm chưng cho cả gia đình cùng ăn. Ấm với mọi người thì đang vô mắm thẻ. Còn mấy cái con tôm thẻ này nè, trong lúc trộn sẽ giạt ra. Nên Ni sẽ làm món mắm tôm thẻ chưng thay vì là mắm cá chưng cho cả gia đình cùng ăn nha. Sưởng làm mắm tôm thẻ mà chưa có ăn món này luôn á mọi người. Về quê mà, mình xuống xuồng làm cho thay đổi cảnh quay xíu. Trời ơi, ra đây đông luôn hả bầu. Công nhận ngồi dưới xuồng đâm tôm thẻ chiêu thiệt á mọi người. Phía sau là cái vuông tôm, gió thổi hiu hiu ngủ tới chiều luôn á. Ủa không phải, gió thổi hiu hiu mát quá trời. Tôm thẻ này á mọi người có thể xay hoặc là đâm như Ni cũng được. Ni thì Ni thích đâm hơn. Ni thấy đâm sẽ ngon và thơm hơn á. Thịt tôm này dẻ và dai lắm mọi người. Mọi người nhìn nè, đâm mà các xớ thịt của tôm nó hiện ra luôn á. Vì mắm tôm thẻ này á là ấm làm từ tôm tươi hoàn toàn luôn. Bắt tôm lên là mần mắm liền luôn. Một cái view triệu view, mong là như vậy. Không phải ai muốn có cái view này cũng được đâu nha. Nè nè, trời chuẩn bị chuyển mưa luôn rồi nè. Ông trời thấy hôm nay bầu nấu ăn cho mẹ chồng nên cảm động hay sao á. Mắm tôm thẻ này hôm bữa bề đặt được ít, mần được 3 keo bự, phơi tầm 10 đến 15 ngày là đem ra nấu nước lại, rồi vô keo nhỏ. Một hũ như vậy là 500g, chưa bao gồm hũ nha mọi người. Số lượng có hạn nên mọi người nhanh tay đặt hàng nha. Tôm thẻ này á mọi người về ăn liền cũng được luôn, không cần chế biến gì hết. Mà muốn chế biến á thì nấu mắm chưng như Ni đang làm nè. Ông Huy ở bên này thì dở cái chọp lên coi tôm ăn hết chưa. Chưa dĩ trơn á, quay lại một cái chèn ơi, trời đen thui thui lùi luôn. Hồi nhỏ thấy cái này á là hay nói yêu quái kéo tới giống khi người ta du ký nè mọi người. Cái này á đúng với câu tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến nè. Mặc kệ gió thổi hù hù, mây đen kéo tới nghẹt trời, thì Ni vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Nói chứ trong lòng vừa bầm mà vừa cầu cho khoan hẳn mưa, con bầm thịt xong hẳn mưa cũng được. Mà trời thì càng ngày càng đen thui luôn. Cũng với cái tính tập trung nên Ni cũng đã bầm xong rồi nè mọi người. Hai vợ chồng tranh thủ đem vô nhà nấu. Mà phải trời hổng mưa á, nấu dưới xuồng được á là chắc Ni cũng nấu luôn rồi đó. Vừa bơi ra giữa vuông vừa nấu, ý hay à. Thịt với tôm thẻ đâm rồi trộn lại hòa quyện với nhau. Ấm ngồi kế bên, Ấm nói con làm cái gì mà thơm quá trời thơm. Dạ con đang làm món mắm chưng từ mắm tôm thẻ của Ấm làm luôn á. Trộn đều rồi, Ni để trứng vô. Hôm bữa ở trên nhà Ni á thì xài trứng gà, trứng cút, còn ở dưới quê có trứng vịt nên Ni để trứng vịt. Trứng nào cũng được hết á mọi người, thích ăn trứng nhiều thì mọi người để nhiều vô, nhưng mà Ni thấy để vừa phải sao cho nó cân đối với thịt với mắm là được. Thường ngày á thì Ni để nước mắm nguyên chất Nam Ngư á mọi người. Hôm nay sẵn có nước mắm tôm thẻ của Ấm nên xin Ấm một miếng luôn. Quá tiện lợi luôn ha. Trộn đều lên rồi á, Ni cắt thêm hành lá, rồi thêm tiêu, trộn thêm cái nữa. Ở bên kia Ấm, chị với mợ hàng xóm đóng thùng mắm thẻ để chiều hai vợ chồng lên Cần Thơ sẵn chở lên luôn, đỡ tốn thêm tiền gửi phí cao tốc. Giờ Ni nhóm lửa để chưng nha mọi người. Hồi nãy quên nấu nước sẵn mà không sao, làm cái này nhanh lắm. Cái bếp này á là Ấm mới làm thêm để nấu cho tiện á mọi người. Giờ bỏ vô nồi chưng. Bên ngoài trời mưa cũng tạnh này đó, sau cơn mưa thì trời lại sáng. Trời mưa mà nấu bếp củi là đúng bài ha mọi người. Cái bếp này vừa nấu đồ ăn vừa làm lò sưởi ấm luôn, quá tuyệt vời. Mà tuyệt vời hơn á là cái hũ mắm tôm thẻ Ấm làm này nè mọi người. Mọi người ăn thì đặt hàng liền nha. Đây là hai cây ớt Ấm trồng sau bao ngày làm mắm tôm nè. Mắm tôm xong rồi cái mình lấy vỏ, lấy hộp ớt ra, cái Ấm gãi đây cái nó lên hai cây quá trời sai trái luôn. Bữa nay mình sẽ lấy cái ớt này để mình làm mắm tôm chưng. Để ăn trái thôi đủ rồi. Nhìn ngon hấp dẫn nè. Mắm chưng chín rồi á, Ni sẽ thoa một cái lớp lòng vàng trứng như nè lên cho cái mắm nó đẹp. Để màu đẹp á thì Ni thoa thêm lớp lòng đỏ ở trên, rồi lấy mấy miếng ớt cắt lát á trang trí lên luôn, đậy nắp lại. Mọi người chờ khoảng tầm 5 phút nữa là có ăn liền. Trong thời gian này á thì ông Huy tranh thủ khinh mấy thùng mắm thẻ ra để lên xe sẵn, chiều ăn xong rồi á là chạy lên Cần Thơ luôn. Mắm cũng đã chín rồi nè mọi người, dọn ra ăn thôi. Ni xin phép sắn một miếng lên ăn thử cho mọi người xem nha. Quá trời xuất sắc luôn rồi mọi người ơi. Mà mắm này á mọi người phải có rau ăn kèm nó mới ngon nha, như là đậu rồng nè, chuối chát nè, bông súng, bồn bồn, năng bập và đặc biệt á là hẹ nước là bá cháy luôn á. Cái món này á mà mọi người về làm một cái ha, không ngon không tính tiền luôn, bao tốn cơm bao hao rau luôn.
Mọi người ăn xong hết rồi thì Ni hốt cuốc chót ăn nguyên trái cà luôn. Trời ơi, ta nói nó ngon, cà thì giòn mà mắm thì thơm, ngon lắm luôn á mọi người ơi. Ni cảm ơn mọi người đã chọn xem video của vợ chồng Hini trong hàng vạn những video ngoài kia nha. Ngon quá.